Trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thiết lập được mô hình quản trị và điều hành tác nghiệp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời xây dựng tổ chức thực hiện thành công phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua hoạt động ủy thác cho Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã phối hợp với chính quyền cấp xã, tổ chức chính trị xã hội xây dựng quản lý 168.624 tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng thôn ấp bản làng, tổ dân phố. Tổ tiết kiệm và vay vốn là cánh tay nối dài, cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn. Đây là sản phẩm sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thành công chính sách tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác. Hoạt động giao dịch tại 10.435 điểm giao dịch xã trên địa bàn cả nước được tổ chức nề nếp, hiệu quả với phương thức giao dịch tại nhà, thu nợ giải ngân tại xã là hoạt động đặc trưng riêng có của Ngân hàng Chính sách xã hội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, quyết tâm với công việc, phục vụ người dân với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, cùng các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động, hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học, giúp mua hơn 84.000 máy tính, thiết bị học trực tuyến cho học sinh sinh viên, xây dựng hơn 16,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 729.000 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn mua, thuê mua hơn 29,7 nghìn căn nhà ở xã hội, gần 2.000 doanh nghiệp, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động. Trong giai đoạn tới, Ngân hàng Chính sách xã hội đặt mục tiêu phát triển thành tổ chức có khả năng tự chủ, phát triển ổn định lâu dài, bền vững, duy trì được vai trò là định chế tài chính công, thực hiện các chính sách xã hội của chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng được hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả hơn chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.